Hi, hi, hi. Chào mừng các con đã đến với kênh Lady Blah Blah, kênh học tiếng Anh trực tuyến cùng cô Trâm Athena. Để cập nhật những video mới nhất thì các con hãy subscribe kênh này nhé. Nếu các con có muốn nhắn tin và liên hệ với cô thì các con hãy liên hệ với cái địa chỉ này nhé, Trâm Tạ Ba. Ok, bây giờ mình hãy cùng nhau đến với cái series tiếng Anh lớp 6 này. Are you ready? Let's get started. Rồi, hãy xem hôm nay mình có gì nhá. Mình có thì hiện tại tiếp diễn. Rồi. Bài học của hôm nay chúng ta gồm có ôn tập thì là gì nè. Rồi mình sẽ học đến thì hiện tại tiếp diễn là phần chính. Và mình sẽ so sánh nó với hiện tại. Và rồi cô sẽ làm bài tập cùng các con. Nhưng mà trước khi vào phần chính của video này thì các con hãy subscribe kênh này đi để cập nhật những cái video mới nhất của cô nhé. Rồi, subscribe chưa? Ok, bây giờ vào phần chính nhá. Phần chính nè. Thì là gì? Có bạn nào nhớ thì là gì không? Thì chính là thời gian của động từ. Đấy, nếu mà tiếng Việt của mình có từ đang đúng không? Ví dụ tôi đang nghe cô Trâm. I am listening to Miss Trâm. Tiếng Việt của mình có từ đang, cô đang nghe cô Trâm. Thì tiếng Anh nó cũng có thì hiện tại tiếp diễn đúng không? Nó tiếp diễn ở hiện tại những điều đang diễn ra hiện tại đúng không? I am listening to cô Trâm, to Miss Trâm. Thì đấy là thì hiện tại tiếp diễn. Rồi, có một ví dụ khác, cô nhắc lại một chút về thì hiện tại đơn này. Bình thường thì con hay nghe cô Trâm giảng đúng không? Thì đấy là những cái thói quen hiện tại mình hiện tại đơn. I listen to cô Trâm. Thế thôi, chỉ cần nói I listen to cô Trâm, con lắng nghe cô Trâm đúng không? Không cần chia cái gì hết. Nếu mà ở hiện tại hoặc ở hiện tại đơn thì nó có nghĩa là thói quen bình thường hàng ngày. Ở hiện tại tiếp diễn là đang đúng không? Tiếp diễn hiện tại thì đấy chính là thời gian của động từ. Rồi, xong phần ôn tập rồi, mình đến phần hiện tại tiếp diễn. Ok, tiếp diễn có gì hay ta? Tên tiếng Anh của thì hiện tại tiếp diễn là present continuous. Nếu mà ai đó mà nói với các con là present continuous thì con cũng phải hiểu đấy là thì hiện tại tiếp diễn nhé. Rồi, hiện tại tiếp diễn. Chúng ta lại có hai cô cháu rất đáng yêu ở đây đúng không? Nếu như là ở thì hiện tại đơn ấy thì là một thói quen hàng ngày đúng không? Thì hiện tại tiếp diễn thì nó không phải thói quen hàng ngày mà nó là một cái thứ gì đấy đang diễn ra ở thời điểm, đang diễn ra ở thời điểm đang nói. Đấy, lúc nãy cô nói thì hai cô cháu này hát đúng không? Thì mình sẽ nói là cái thời điểm đang nói là họ đang hát bây giờ. Mình sẽ là they are singing now. They are singing now. Họ đang hát bây giờ thay vì là họ đang hát hàng ngày như hiện tại đơn đúng không? Rồi là một thì diễn tả hành động đang xảy ra ở cái thời điểm mình đang nói nhé. Rồi sau đấy cách dùng thứ hai của nó này là không nhất thiết phải là trong ngay tại thời điểm đang nói mà xung quanh thời điểm nói cũng được. Cô lấy ví dụ nhé. Ngày xưa thì mình sẽ không phải ngày xưa mà thì hiện tại đơn thì mình sẽ đó là they show starts at 7 p.m. tức là cái lịch trình cái thời khóa biểu của người ta đúng không? Thì nếu thì hiện tại họ tiếp diễn ấy là anh ấy đang thực tập cho cái show này, có thể bây giờ anh ấy đang dừng lại anh ấy nghe cô Trâm nói chẳng hạn, nhưng mà xung quanh cái thời điểm này ví dụ ngày hôm qua hay ngày hôm nay hay là ngày mai anh ấy đang đang thực tập cho cái show này thì mình sẽ nói là he is practicing for the show. Được chưa? He is practicing for the show. Anh ấy đang thực tập luyện tập cho cái show diễn. Rồi, đây nữa một cái biến cố, một cái biến cố tạm thời nào đấy. Cô lấy ví dụ này, tất nhiên gia đình bạn yêu bạn đúng không? My family loves me. Đấy là cái hiện sự thật hiển nhiên của cái bài trước đúng không? Thì nếu mà sự thật hiển nhiên là nó cố hữu, nó luôn luôn tồn tại thì hiện tại tiếp diễn ấy nó không phải lúc nào cũng tồn tại đâu, nó chỉ là một cái biến cố tạm thời thôi. Ví dụ này, look,
I'm performing in front of my family. Tức là nhìn này, tớ đang biểu diễn trước toàn thể gia đình của tớ. Look, I'm performing in front of my family. Tớ đang biểu diễn. Này, đấy nhá, nó là cái biến cố thôi. Tức là nếu mà con xem cái phim này thì con sẽ biết là cái gia đình này ngày trước thì rất là không thích ca hát, nhưng mà cái chuyện mà bạn ấy ca hát ấy thì nó xảy ra rất là ít, vì vậy nó chỉ là biến cố thôi, đúng không? Biến cố tạm thời trong cái thời điểm này thôi, trong cái ngày hôm nay, trong cái thời điểm này, được chưa? Vậy thì hiện tại phút diễn present continuous nó sẽ có ba cách dùng cơ bản này nhé. Một là thời điểm đang nói, đúng không? Ví dụ như con đang nghe cô là cái thời điểm chính xác đang nói này. Rồi, hoặc là xung quanh thời điểm nói. Ví dụ như là cô đang đọc một cái quyển sách rất thú vị, nhưng có phải ngay thời điểm này cô đọc đâu, đúng không? Mà thời điểm này cô đang giảng bài cho con rồi. Nhưng mà có thể cô giảng bài xong cô sẽ đi đọc sách này, hoặc là gì đấy, đúng không? Cô dành thời gian rảnh rỗi xung quanh cái thời điểm này để cô đi đọc sách. Hoặc là một cái biến cố nào đấy, đúng không? Biến cố của tạm thời nào đấy, đúng không? Ngày hôm nay. Dụ thế. Rồi, còn một cách dùng, còn hai cách dùng khác nữa của thì hiện tại đơn, à, thì tại tiếp diễn thế nhỉ? Hai cách dùng khác của thì hiện tại tiếp diễn. Đấy chính là phàn nàn về một cái điều gì đấy xảy ra quá nhiều. Ví dụ như là hai ông cháu này hát nhiều quá, hai cụ cháu hát nhiều quá, đúng không? Ầm ĩ quá, đúng không? Thì đấy là một cái việc xảy ra quá nhiều, thì mình thêm chữ always vào đấy. Ví dụ này, họ là gì? They, đúng rồi, are always singing, đúng không? They are always singing, suốt ngày hát, đúng không? Đấy là một cái phàn nàn. Rồi, hoặc là một cái dự trù cho tương lai. Nếu mà cái phàn nàn một điều gì xảy ra mình thêm từ always thì dự trù cho tương lai ấy, mình phải thêm một cái giờ giấc nhất định. Ví dụ như là 7 giờ sáng ngày mai cô sẽ ăn sáng, thì mình sẽ nói là cô là gì, tôi là gì nào, I, đúng rồi, am having breakfast, đúng rồi, một thời gian của cụ thể nào đấy là at gì 7 o'clock in the morning, tôi sẽ ăn sáng vào lúc 7 giờ sáng ngày mai, đúng không? Dự trù cho tương lai phải có một cái thời gian nào đấy nhất định nhé, thời gian cụ thể. Thì đấy là hai cách dùng thêm của thể hiện tại tiếp diễn. Hai cách dùng này cũng khá là quan trọng để làm các cái bài tập về sau. Ok, rồi sau khi mình biết được cách dùng rồi thì mình sang công thức nha. Công thức này, cô nghĩ cái video này nó rất là dài, vì vậy cô sẽ chia ra nó làm hai video để cho dễ theo dõi. Rồi, công thức này mình có thể khẳng định này là một cái việc gì đấy xảy ra, đúng không? Phủ định là một cái việc gì đấy không xảy ra và nó có từ not. Nghi vấn thì là một câu hỏi, đúng không? Một loại câu hỏi. Rồi bây giờ mình hãy xem công thức của thể khẳng định nhá. Ta có này, chủ ngữ là SC đúng không? S cộng với be cộng với động từ, và động từ đấy kẹp thêm cái đuôi ing này có nghĩa là đang ấy. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng nha. Chủ ngữ, nếu mà chủ ngữ là ai mà cộng với động từ to be đúng không, là I am, đúng rồi, you, we, they là are, động từ to be xong đây là are, he, she, it cộng với động từ to be là is, đúng rồi. Ok, động từ to be, chủ ngữ và cộng với cái động từ to be thích hợp, cộng với này động từ thường này, walk cộng với ing ở đằng sau gắn liền vào nó, in to school now, I am walking to school now, hoặc là you are walking to school now, tức là bây giờ thì tớ đang đi bộ đến trường, hoặc là anh ấy đi, anh ấy đi bộ đến trường, he is walking to school now, anh ấy đang đi bộ tới trường. Đấy, chủ ngữ nhé, cộng với động từ to be, đúng chưa, chia thích hợp và nhớ cái động từ đằng sau là phải thêm ing. Rồi dạng phủ định thì cũng tương tự như thế, đúng không? Tương tự thế, thêm mỗi cái từ not ở đây thôi, not đằng sau này, chủ ngữ này vẫn chủ ngữ đúng không, cộng vẫn cộng động từ to be này thích hợp, và thêm từ not ở đây, và động từ đằng sau vẫn giữ nguyên là thêm ing, đúng không?
Rồi, bây giờ thử nha. I thì là I am not. Đúng rồi. They are not. Hoặc là viết tắt là aren't. It is not. Hoặc là it isn't. Đấy, là các cái động từ to be đúng không? Đều là động từ to be hết nhé. Và thêm not ở đằng sau. Đấy. Và tất nhiên động từ thường thì mình vẫn thêm in đúng không? Vẫn thêm in. Đấy, nếu mà cô nói là cô ấy không đi bộ đến trường bây giờ đúng không? She is not hoặc là she isn't walking to school at the moment. Tức là tại thời điểm này thì cô ấy không có đi bộ đến trường đâu. Rồi, bây giờ mình sang thể nghi vấn nhá. Nghi vấn này. À, nghi vấn thì mình thêm từ từ quên cái này đi một chút nhé. À, mình cho cái động từ to be thích hợp này lên trên đầu đúng không? Cho lên trên đầu. Rồi mình cho chủ ngữ và mình vẫn động từ in đúng không? Bình thường thì là SC cộng với be cộng với động từ in. Thế nhưng mà nếu mà dạng câu hỏi thì cái động từ to be đáng lẽ nó ở giữa là nó nhảy lên đằng trước, được chưa? Nó chạy đằng trước. Ví dụ là I am thì thành là am I, đúng không? We are thì thành là are we, nó đổi chỗ cho nhau. Bình thường là she is, câu hỏi nó thành is she. Rồi. Còn cái chữ WH này ấy, có nghĩa là các loại câu hỏi, nếu mà mình có cái câu hỏi ở đây what, where hoặc là when thì mình để ở đằng trước này, hỏi thông tin. Chưa? Rồi, bạn đi đến trường đấy à? Nói nào? Bạn là gì? You đúng không? Chuyện từ to be là are you walking to school now? Tức là bạn đang đi bộ đến trường đấy à? Khi mình trả lời đúng không? Khi mình trả lời, nếu đúng thì mình nói yes, nếu mà no thì mình nói, nếu mà không thì mình nói no, đúng không? Rồi, thế mà nếu mà yes cộng với mấy cái chủ ngữ thích hợp nào đấy, rồi cộng với động từ to be, đúng không? Ví dụ người ta hỏi là Are you walking to school now? Tức là bạn đang đi bộ đến trường đấy à? Thì mình trả lời là ừ, tớ đang đi bộ thì là yes, tớ ở đây là I am. Đúng không? Nếu mà người ta hỏi là Is she walking to school now? Tức là cô ấy đang đi bộ đến trường đấy à? Thì trả lời, nếu mình trả lời là không, cô ấy không đi bộ đâu thì nói là no, she, đúng không? She khi động từ to be thích hợp là gì? Isn't. Được chưa? Vậy, công thức của nó, câu trả lời rất là dễ là yes hoặc là no, đúng không? Nếu mà yes thì động từ, thì chủ ngữ này cộng với động từ to be thích hợp. Còn nếu no thì cũng vẫn có động từ thôi. Và động từ to be ở dạng phủ định thích hợp. Đấy, cái dạng này phủ định thích hợp. Nếu mà phủ định như nào thì các con hãy lên phần này để xem phủ định như thế nào nhé. Rồi. Mình đã xong phần công thức, bây giờ mình sang các cái dấu hiệu nhận biết của nó nhé. À, dấu hiệu nhận biết này, thì mình sẽ có từ now là bây giờ, at the moment là thời điểm hiện tại, right now tức là ngay lập tức và at present tức là ở hiện tại, đúng không? Hoặc là khi mà nó có những cái biến cố này, look nhìn này hoặc là listen nghe này hoặc là watch out cẩn thận, mình cũng chia hiện tại tiếp diễn, được chưa? Hoặc là có những cái biến cố như là today, đúng không? Bình thường thì mình làm cái khác nhưng mà today thì mình làm cái này, đúng không? Cái thời điểm hiện tại của ngày hôm nay. Hoặc là this week, bình thường thì mình ăn cơm với cá đi chẳng hạn, thì tuần này mẹ không có nấu cơm cho nên mình ăn mì tôm thì this week, đúng không? Còn đang ăn mì tôm, đúng không? Rồi, và các con có một cái chú ý rất là quan trọng nhé, chú ý cực kỳ quan trọng, đấy là no, không được dùng những động từ mà chỉ giác quan này hay là cảm xúc cho thì hiện tại tiếp diễn, ví dụ như là see, đấy, không được dùng về hiện tại tiếp diễn, hear, feel hoặc là understand, hiểu, see là nhìn, hear là nghe, feel là cảm thấy và understand là hiểu, những cái động từ này giác quan cảm xúc thì người ta rất là ít khi người ta dùng với thì hiện tại thư diễn, con phải nhớ nhé. Bây giờ mình sẽ so sánh nó với thì hiện tại đơn này, mình so sánh với nó với hiện tại đơn. Nếu các con thấy video này hữu ích thì hãy like
và subscribe cũng như là chia sẻ cho những bạn khác. Và nếu có câu hỏi gì thì các con có thể liên hệ với cô để hỏi. Biết đâu cô sẽ làm một video đặc biệt để giải đáp câu hỏi của con thì sao? Goodbye và hẹn gặp lại các con ở những video sau.